thì xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài cải tạo vận mệnh theo phong thủy. Thì như các bài trước mình đã nói về các cái sản phẩm hay là các vật phẩm phong thủy và tác dụng của nó. Trước khi mà chúng ta sử dụng các cái vật phẩm phong thủy để mà cải tạo vận mệnh thì chúng ta phải hiểu được mình cần gì, bản mệnh của mình là gì và phải làm như thế nào, dùng như thế nào cho đúng, hiểu cho đúng và dùng như thế nào cho đúng. Chúng ta sẽ phải hiểu là sử dụng những cái vật phẩm phong thủy đó để cải tạo vận mệnh của mình như thế nào cho hợp lý, dùng như thế nào để mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Đó, thì trước hết chúng ta phải hiểu vận mệnh là gì, vận là gì, mệnh là gì, đại vận là gì, tiểu vận là gì, cách cải tạo vận mệnh như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đó là mệnh là cái cố định, là những yếu tố thiên định do các can chi tạo thành từ thời điểm và địa điểm ra đời của mỗi con người. Các can chi là cố định, mệnh chỉ ra các mặt liên quan tới mệnh chủ như tướng mạo, tính tình, sức khỏe, học hành, sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên và lục thân. Lục thân là 6 bề thân thích hơn hết của mệnh chủ như ông bà, cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con cái và anh chị em. Vận là gì? Vận là sự vận động biến hóa, là những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời vận hành theo một tuần tự nhất định. Ví dụ, có người làm ăn bán lẻ nhưng khi vào vận tốt thì tiền vào như nước chảy chỗ trũng, tậu nhà, tậu xe. Có người làm ăn nổi tiếng tầm cỡ, phát triển đế chế riêng của mình thật hoành tráng, nhưng khi vào vận xấu thì các cửa hàng chi nhánh lần lượt đóng cửa, hoặc vợ chồng không nhìn mặt nhau, đưa nhau ra tòa. Vì vậy, càng làm ăn lớn càng phải thường xuyên thêm vận hạn của mình để bảo vệ tài sản và hạnh phúc gia đình mình đang có. Và vận thì có đại vận 10 năm và tiểu vận 1 năm, đều do các can chi tạo thành. Can chi của đại vận thay đổi 10 năm một lần. Vận thì có thể là vận tốt, có thể là vận xấu. Với việc luận giải lá số tử vi hay lá số tứ trụ, bạn có thể biết trước được vận tốt hay vận xấu, từ đó áp dụng các phương pháp cải tạo vận mệnh. Nếu bạn gặp đại vận tốt thì mọi việc nhìn chung sẽ suôn sẻ, bạn không cần phải lo lắng. Dù tiểu vận có xấu cũng có thể được giảm trừ hoặc là hóa giải. Nếu bạn gặp đại vận xấu thì dù tiểu vận có tốt cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và gặp tiểu vận xấu nữa thì e rằng mọi việc phải hết sức cẩn thận. Vận mệnh đều do các can chi tổ hợp mà thành, là cái cố định của mệnh đan xen với cái động của vận. Can chi là những ký hiệu đại diện của ngũ hành. Vận mệnh là một trình thể không thể tách rời, do giữa ngũ hành tồn tại quan hệ sinh khắc, nên vận mệnh là một tổ hợp động hết sức phức tạp của ngũ hành. Và vận mệnh thì không thể thay đổi nhưng có thể cải tạo. Ai muốn cuộc đời mình tốt đẹp hơn thì đều tìm cách cải tạo vận mệnh. Cải tạo vận mệnh thì có nhiều cách, ví dụ như tu dưỡng bản thân này, trau dồi trí thức, nỗ lực không ngừng, dùng tứ trụ tử bình, hoặc là phong thủy dương trạch, âm trạch, phong thủy mệnh lý, phong thủy huyền không. Nếu bạn có thể kết hợp đa số những cách này thì rất là tuyệt vời. Ngũ hành trong toàn cục của một người như những bánh răng cưa vận hành đan xen vào nhau, có thể đại diện cho các cơ quan trong cơ thể của mệnh chủ, có thể đại diện cho tài vận, cho văn vận, cho lục thân. Khi sức mạnh của ngũ hành tương đối cân bằng hoặc khí thế của ngũ hành thông thuận
thì các phương diện sức khỏe, sự nghiệp cũng như các quan hệ lục thân đều hanh thông, tốt đẹp. Ngược lại, nếu một hành hoặc mấy hành nào đó thái quá hoặc là bị khuyết thì sẽ mất cân bằng hoặc ảnh hưởng tới sự thông thuận của các hành khác, thì phương diện này gây ra cái tình trạng xấu và bất ổn. Cát hung của vận mệnh một người phụ thuộc vào việc ngũ hành của người đó có cân bằng, thông thuận hay không. Mệnh và vận là hai yếu tố quyết định họa, phúc, cát, hung của một đời con người. Kết hợp với hành vận hợp lý, thuận lợi, nhất định mệnh chủ sẽ được phú quý. Cải tạo vận mệnh chính là việc tìm ra cái xấu ở mệnh và vận hoặc cả hai để tìm cách cải thiện. Trong một chừng mực nào đó, người ta có thể cải tạo vận mệnh. Lẽ dĩ nhiên, cải tạo vận mệnh chỉ có thể thực hiện trong khuôn khổ tổng hợp giữa mệnh cục và các vận hạn mà mệnh chủ phải trải qua. Cải tạo vận mệnh có nghĩa là làm cho chất lượng vận mệnh thay đổi theo hướng tốt. Ví dụ, người mệnh nghèo thì cũng không khổ sở, được an yên, hạnh phúc về tiền tài, cũng có thể được khấm khá lên. Còn người mệnh giàu thì cũng an nhàn, không lo âu, tránh xa họa nạn. Đối với người làm ăn kinh doanh thì giảm bớt thất thoát, thua lỗ ở vận xấu để không đi đến kết cục phá sản, tăng cơ hội kiếm thêm thu nhập khi vào vận tốt. Còn bạn muốn cải tạo vận thường dân thành mệnh đế vương, mệnh nghèo khổ thành mệnh tỷ phú thì chỉ là không tưởng mà thôi. Cải tạo vận mệnh chính bạn có thể giúp bản thân mình bằng 3 điều dưới đây. Điều đầu tiên mà ai cũng có thể làm được đó là yêu thương, kính trọng bố mẹ. Điều thứ hai đó chính là tu tâm, tu tính và tu khẩu. Điều thứ ba là áp dụng triệt để mọi phương pháp cải tạo vận mệnh mà mình đã nói ở cái phần trên. Ví dụ như là phong thủy mệnh lý, phong thủy dương trạch, âm trạch hoặc là dùng tứ trụ tử bình. Chúng ta sẽ lập cái lá số tứ trụ của mình và tìm dụng thần để cải tạo vận mệnh của bản thân. Vậy dụng thần là gì? Thì chúng ta phải hiểu khi xem mệnh tốt xấu cần xem dụng thần đầu tiên, bởi dụng thần chính là linh hồn của lá số. Dụng thần đại biểu cho sự biểu hiện cân bằng âm dương ngũ hành trong tứ trụ. Dụng thần là hành trong số ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mang lợi cho mệnh chủ. Tứ trụ là 4 cột năm tháng ngày giờ, tổ hợp của 8 can chi được biểu thị bằng ngũ hành âm dương. Vậy tóm lại á, dụng thần là cái hành mà mệnh chủ cần tới, có thể là 1, 2 hoặc 3 hành trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Dụng thần đối với một con người là vô cùng quan trọng, nó không chỉ liên quan đến tiền đồ vận mệnh mà còn quyết định sinh tử của người đó. Dụng thần chọn chuẩn xác là dụng thần có lực, không chỉ khắc hung, trợ cát, phòng tay diệt họa mà còn giúp đời người thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triển vinh hoa phú quý. Và ngược lại, nếu chọn không đúng sẽ gây ra tai họa vô cùng. Chính vì vậy, chúng ta phải tìm cho được một chuyên gia mệnh lý đích thực để người ta tìm ra cho mình đúng cái dụng thần và ứng dụng cho nó đúng vào cái cuộc sống thực tế, để chúng ta có thể mong cải tạo vận mệnh của mình một cách tốt nhất. Và các chuyên gia mệnh lý đích thực sẽ đưa ra cho bạn các giải pháp cải mệnh. Và mình thấy ở đây, cải mệnh bằng tứ trụ tử bình có thể đón lành tránh dữ, giúp bạn hiểu rõ thêm về cuộc đời của mình. Bởi vì cuộc đời mỗi người là một bài toán có những cái ẩn số riêng của nó. Hiện nay trên các trang mà bán các vật phẩm phong thủy thì người ta sẽ đưa ra cái khái niệm về mệnh khuyết ngũ hành để chúng ta bổ sung những cái mệnh khuyết đó. Thì cái cách này nó chỉ tính cái mệnh khuyết theo mùa thôi, nó chưa
nó chỉ đúng một cách tương đối, chưa có chính xác. Chính vì vậy các bạn phải tìm cho đúng cái dụng thần của mình để ứng dụng nó vào cái cuộc sống thực tế hàng ngày. Bạn nào biết rồi thì chúng ta có thể tự đi tìm dụng thần cho mình. Còn bạn nào chưa biết thì mình có thể giới thiệu cho các bạn một cái chuyên gia mệnh lý khá là tin tưởng được. Bạn nào cần thì để dưới cái phần comment mình sẽ trả lời. Sau khi mà các bạn đã tìm được dụng thần và hỷ thần rồi thì chúng ta bắt đầu ứng dụng vào cải tạo vận mệnh trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc ăn mặc như thế nào, ăn uống như thế nào, bày vật phẩm gì trong nhà, dùng vật dụng nào theo người, và cả việc làm nghề gì vừa hợp sở thích vừa kiếm được tiền như ý, hay là cưới tuổi gì hạnh phúc viên mãn, hoặc là đặt tên gì cho con, thì chúng ta đều có thể là ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Và quý vị có thể tìm đọc cuốn sách Dự đoán theo tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa để tìm hiểu thêm về vận mệnh cũng như tìm cách cải vận cho bản thân mình trước khi mà tìm đến một cái thầy mệnh lý nào đó. Trên đây là tất cả những cái kiến thức mình đã tổng hợp được, hy vọng là có thể giúp được quý vị có một cái nhìn nhận tổng quan hơn và đúng đắn hơn về cách chúng ta có thể cải tạo vận mệnh của mình, mang đến cho chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và nhiều hạnh phúc cũng như là tiền tài ổn định hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người.